Hello, xin chào cả nhà. Chào mấy anh em. Chào cả nhà. Xin chào bà con. Thì ngày hôm nay thì cũng có sự hỗ tâm của cô Hai ở bên Mỹ với Dượng Hai, cũng gửi về 50 phần quà để phát cho bà con ăn Tết. Thì em cũng xin thay mặt tất cả anh em bà con ở đây cũng cảm ơn cô Hai, Dượng Hai và chúc cô Hai, Dượng Hai mà sống lâu trăm tuổi, năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe luôn, ăn tràn đầy hạnh phúc luôn ăn cô Hai, Dượng Hai ơi. Thì hôm nay thì con cũng phát cho bà con là 50 phần quà. Một ở đây thì cái một phần là trị giá là 200 mấy gạo thì 13.500 đồng một ký. Dầu ăn nhiêu bà xã? Dầu ăn 28.000. Dầu ăn 28.000 chai nước tương. Chai nước tương 7.000. Tiếp luôn. Đường 18.000, bột ngọt 27.000. Là tổng cộng số tiền gì bột anh? Mì 58.000. Tổng cộng số tiền gì anh gửi về là 600 đô mà mua 50 phần quà này là cộng lại là 13.750.000 đồng gì cô Hai ơi. Lộn đó gì anh? Của cô Hai. Thôi bây giờ mình cũng phát cho bà con đi. Ai ra nhận phiếu? Bây giờ Hải nhận phiếu đi. Dòng 2 phiếu. Rồi. Lấy luôn. Lấy phiếu giữ phiếu luôn. 2 phiếu. Mấy ổng đi ra đi rồi. 2 phiếu. Ra vô luôn đi ba. Rồi. Rồi chắc nó đó đi. Để cho anh chị có đi ăn cơm. 1 phiếu nè. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn cô. Về đi, về trước đi. Lấy hả? Rồi, đưa bà vô đó. Đứng xích còn bên, xích ngoài đi con. Từ từ có chơi mà, cẩn trọng thôi chứ nha. Dạ, cảm ơn cô luôn nha. Tết vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Con đi xích qua đây nè, cho chúc bà con ăn Tết vui vẻ nha. Của ít lòng nhiều em cả nhà ơi. Nè. Mạnh dữ luôn, giàu giàu sức khỏe. Dạ. Con cũng chúc cô Hai, Dượng Hai mà ăn Tết vui vẻ luôn nha. Phần quà này chắc em đậu là phần quà cuối năm luôn nha cả nhà ơi, tổng kết cuối năm luôn nha. Bà con thật sự tuy rằng không có bao nhiêu mà bà con rất là mừng. Bưng không nổi thì đợi xuống đó đi, giờ bưng tiếp. Hai phiếu sơ nở để dưới đất đi, lực dữ vậy ta. 18 luôn ạ. Dạ. Chúc bà con năm mới ăn Tết vui vẻ nha. Mà con có hết hả? Thử đâu có lãnh dòng á, lãnh hai chỗ nè. Thiếu á thì để lại tiền thiếu đi, tại làm không kịp. Mạnh rồi. Còn thiếu luôn ha. Vừa này chứ ăn cái Tết là phải ghe cả nhà ấy. Đây là mừng lắm á chứ. Mừng lắm á. Một phiếu nữa. Phát một mau quá hả ta? Chưa chắc thì mau à. Thường là tồn kho lại mấy phiếu cuối cùng. Giờ này mới có 9 giờ à. Giờ đây là đại trời. Kiếm bao nhiêu phiếu hả? À mấy nha. Mà
À, cô Hai ơi, sẵn đây con cũng nấu luôn á cô. Cô Hai ơi, tại vì cô Hai kêu con trước cho mua 50 phần quà còn 1 triệu để lên chảnh đưa cho cái chị, cái cô ở trên đó mà bây giờ thì 600 đô đổi ra được 14 triệu. Lẻ mấy à? 4 triệu 2. Đúng không? Ừ. Cộng lại là cái số tiền 600 đô đổi được 13 triệu 800 mà mua cái này hết là 13 triệu 750 ngàn đồng rồi cô Hai ơi. Rồi cũng có chừa cho cô đó một phần quà. Cái vụ triệu quạt này con không có nha cô Hai. Có gì cô cũng đừng buồn, tại vì Tết gạo bỗng nó cũng lên giá quá rồi. Cái lên chút á. Chứ lúc trước thì phát là 50 phần quà này nó có 11 triệu mấy thôi. Bây giờ lên tới 13 triệu mấy. Giờ bây giờ trong khi chờ đợi thì mấy anh em mình ra đây mình chơi trò chơi chiếc khỉ rồi đây. À, cấp này chị sớm giờ cũng lưu, chị cũng mới vô tới, chị chào chú Phi Long. Chào chị. Mấy chị cũng tết nhất cỡ ngoài mặt trận cũng lưu cũng phá mới phát quà vừa xong mới chạy cái đập vừa chạy vô trong em luôn. Chị vô ở đâu, chị nói chị ở đâu? Thì ở kênh thì cây móc môn cũng nghe đây có cho quà thôi, chạy vô đây ăn cũng chút chân thành cho chị luôn. Dạ không có sao đâu chị. Móc môn. Móc tay vẫn nó móc môn. Móc môn. Ừ. Nó để nặng á, nó lẹ luôn á. Đây thì con cũng thay mặt bà con đây cũng xin cảm ơn cô Hai Dượng Hai thêm một lần nữa rất là nhiều nha. Chút xíu nữa thì cũng có hai cái hoàn cảnh khó khăn thì đây thì em cũng xin chức cho 1 triệu ở trong cái quỹ của tụi em á. Thì gia con chút xíu cũng chở xuống cho một người một hộ một phần quà với 500 ngàn, rất là khó khăn nha cả nhà. Anh em đồng ý không? Cái gì không ấy? Cái gì không? Chúc cho hai một triệu trong quỹ từ thiện của mình đang mà đi phát cho hai bà hai hoàn cảnh khó khăn. Cũng một mỗi người một phần quà. Rồi. Chút xíu mình chở đi luôn. Mình đi á. Hải. Chút xíu đó Hải chở một phần quà lên trên cô đợi cho giùm anh cái nha. Rồi chờ. Trên kinh cô hội nha. Được không cô? Hai đây cũng em ở sớm cũng chạy vô phụ tiếp anh em. Rồi bây giờ anh em mình đợi chờ nữa đó. Đợi chờ là hạnh phúc. Chờ Tết cái này không chịu. Cái này em có tham gia đây anh. Từ 3 phiếu. Rồi, cảm ơn nha. Giờ thì nói chung thì bà con mấy cái ngày này cũng lu bu công việc á, cũng chưa có thì bưng đẩy đó đi. Bỏ xuống dưới đó đi Hải, bỏ chỗ chiếc xe đi Hải. Bà con cũng chưa lại lãnh á. Bữa nay thì nói chung cũng rất là công việc, bữa nay nhà dựng ba bánh đang đám giỗ của anh nữa. Anh này 2 phiếu nha. 2 phiếu không? Này đám giỗ mẹ vợ của Dương Ba là bà Năm. Với lại chúc đi cho bà cô bên kia trên kênh, với lại lãnh giùm cho bác kia đó. Hai thiếu. Ok Hải. Thì không có nào mấy thì cứ dễ ra luôn. Cảm ơn đi con nha. Dạ. Trời em là ấy mà. Dạ. Anh có mấy phiếu vậy? Hả? Anh mấy phiếu vậy? Hết rồi nè. Giờ có Hải hai phần bưng để riêng đó đi, giờ chút xíu Hải chở đi cho giùm luôn đi. Trên không, cái phần đó của chị lãnh giùm, chở giùm bà cụ kia. Rồi em lấy hai phần này. Hai phần đó Kinh bỏ ra ngoài luôn đi, đặng mình cái hộ trên kinh triệu đó. Ừ, cái triệu đó.
Trời chiều đó là Hải nó đi cho giùm đó. Bây giờ mình sạn lại còn mấy phần vậy? Còn 4 8 phần. 8 phần giờ chút xíu mình đi xuống dưới kia mình chở xuống kia 2 phần nữa là còn 6 phần. Rồi còn 6 phần đó thì bây giờ mình chở đi dưới đi, giờ ở nhà bà xã ở nhà có ai lại lãnh thì đưa cho người ta. Thì giờ này thì em cũng chỉ có lời nào thay mặt bà con ở địa phương xin trước hết là chị cũng xin chân thành cảm ơn của nhóm Tú đã vận động cô hai ở Mỹ gửi những phần quà về cho quê hương, mặc dù trong cái mùa dịch Covid này rất là khó khăn nhưng mà cũng là dành những tấm lòng quý báu này gửi về cho quê hương, cho đồng bào, cho bà con ở quê hương nữa có một phần quà để ăn Tết. Một lần nữa cũng thay mặt bà con ở đây xin chân thành cảm ơn và không quên chúc sức khỏe gia đình của cô. Cô hai. Cô hai được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt, năm mới được nhiều việc mới và thắng lợi mới. Xin chân thành cảm ơn. Chào cô hai. Em cũng cảm ơn chị nhiều. Cô hai. Con cũng thay mặt nhóm cảm ơn cô hai rất là nhiều ạ. Đã góp được những phần quà quý báu đến quê hương nghèo ở quê hương của tụi con ở đây. Con cảm ơn cô hai rất nhiều ạ. Bây giờ anh em mình xách hai phần quà xuống dưới cho. Rồi, em cũng cảm ơn hai chị rất nhiều nha. Đã đến chung vui với tụi em nha. Cảm ơn chị luôn nha. Chúc cô hai ăn Tết vui vẻ nha. Đây mình thẳng đồ đây nè. Bây giờ anh em mình chở xuống dưới cho hai phần quà giờ. Em trả cho chị. Rồi. Còn lại 6 phần thì hồi có ai vô lãnh thì bà xã cứ đưa nha. Chở cái phần đó đi. Con xin một lần nữa cảm ơn cô hai Dượng Hai, con cũng chúc gia đình cô mạnh khỏe. Cảm ơn chị nhiều nha. Mình hẹn gặp lại clip sau. Vô đây là mình đi cắm trại lâu lắm mới hết nè. Hai thùng mì đó vô qua. Đây. Hết trơn phiếu rồi con, tại vì phát phiếu rồi bây giờ nó hết trơn rồi, không cảm đi, có dịp sau đi, bây giờ nó trễ nó hết, tại vì cho là phát phiếu mấy bữa trước không à. Đây tôi lấy phần của tôi cho luôn đi. Vậy. Mới lấy. Giờ Dương Ba lấy phần Dương Ba cho con bé này luôn phải không? Rồi thì ok, vậy thì rất là mừng. Rồi, đây là này ra. Ok cho con kìa. Rồi. Làm gì mình mấy cái ghê vậy? Nó đi móc phầy, mồm. Rồi, chúc ăn Tết vui vẻ nha. Hết chân rồi, thông cảm với chị. Lấy phần nhà đưa luôn rồi đó. Lấy cái phần của Nhân Ba cho con bé nó luôn rồi đó. Em giải thích cho chị nghe là tại vì á giờ phát là phát phiếu hết trơn à. Rồi đã cho phiếu trước rồi giờ đâu còn phiếu đâu. Thông cảm giùm em nha. Bây giờ mấy anh em chở hai phần quà này xuống dưới này cho hai hoàn cảnh khó khăn và đi tới đi lui cũng khó khăn cả nhà. Một hộ thì ở bên An Giang, hộ bên Đồng Tháp. Thì em cũng xin lấy thêm ra 1 triệu trong cái tiền mà đợt giờ tụi em cắt nhà còn dư đó. Thì em cũng gửi cho một người 500. Tôi bị rất là khó khăn, của ít lòng nhiều cả nhà ơi. Lá dành, lá lành đùm lá dách nha. Hai vợ chồng của chú Nhái này đó, chắc có lẽ là cả nhà cũng là biết rồi. Thì hoàn cảnh cũng khó khăn, vợ chồng già được thằng con trai mà cũng bị xe đụng chết mấy năm nay rồi. Ông chú thì giờ bị tai biến ở chỗ rồi. Còn cô cũng lớn tuổi, giờ cũng bị lụm bọc. Thì cũng có gặp em, cũng có xin hỏi xin vài trăm ngàn để Tết mua thịt ăn ở cái này để chú ăn, chú cũng làm hay gì đó. Thì em không biết làm sao đây. Đi anh em ơi. Quá trời vườn bông luôn.
rồi. Với một cái hoàn cảnh ở bên Đồng Tháp á, cũng rất là khó khăn. Bắt đầu bữa nay là sẽ để bông cầm mấy đường có bán ở đó chưa bạn? Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước. Em cũng xin quẹo vô chúc cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước một năm mới dồi dào sức khỏe, ăn khoan thịnh dưỡng luôn nha, làm gì chúng ấy. Từ từ thôi, cô cũng bị bệnh tim á. Sao rồi, khỏe chưa chú? Thấy sao rồi, trong mình sao rồi, đỡ không? Đỡ rồi, sao? Đi, đi chưa được. Đi chưa được ha. Đi từ từ ha. À. Ở đâu? Đi công chuyện rồi. À. Thôi đây thì cũng có một phần quà cũng của cô ở bên nước ngoài á, hỗ trợ cho anh em. Anh em cũng chức trong phần quà để gửi cho cô chú ăn Tết vui vẻ. Chứ gửi cho thêm 500 ngàn để mua vài ký thịt kho ăn Tết nha. Đây, đây cảm ơn. Với phần quà này để đến anh bạn đây nha. Dạ. Dạ không có gì, cũng chúc chú sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Thôi vậy anh em mình đi tiếp tục. Dạ con đi chú rồi. Đi nha. Dạ. Bye bye nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Thôi cảm ơn mấy chú hết ha. Dạ. Khổ lắm cái này. Bỏ tiền túi đi để vớt à. Mình đi tiếp tục nhà thứ hai. À, đây thì qua cầu qua bên đây thì qua bên Đồng Tháp à. Cả nhà nhớ đón xem những cái clip tiếp theo của anh em đi bên về ngoại về Mỹ Quý cả nhà ơi. À, thật sự thì tụi em phát quà xong, cái phần quà xong rồi chiều tụi em đăng lên luôn. À, trưa nay á thì em sẽ tụi em sẽ xuất phát đi qua bên Đồng Tháp Mỹ Quý nha. Vì bển tát cái hầm cá lóc bông của cậu. Cậu cũng đợi anh em qua. Đây là ngay cái chợ Minh Kinh nha. Chợ Minh Kinh thì thường ngày thì cả nhà cũng biết rồi. Đâu qua mấy cô ơi, mấy chị ơi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Chứ xong rồi đi về xong rồi em sẽ tụi em sẽ đi chợ Tết quay bông qua cho cả nhà xem nha. Đi vô đồng nha, cũng gần tới nhà của chị rồi. Ở chỗ này thì cái sự bất đắc dĩ là như tụi em như hội mùa nước tụi em đi làm á, thì cả nhà có xem cái clip mà kéo gió cũng gần chỗ mà cái gió tụi em kéo của bên Đồng Tháp á cả nhà. Chị đi đâu vậy, hai mẹ con đi đâu vậy? À, đi chị đi về nhà chút xíu em cho chị phần quà nè.
đi quét mộ hoặc gì đó. Có người khổ và người nghèo của cả nhà, thì cũng nhờ các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho những người khó khăn ha. Chúc mà những rất là quý nha, quý báu nha, nhà bên kia rất là quý báu cả nhà. Đây là ngôi nhà của anh với chị, cũng rất là khó khăn. Ừ. Cái ngôi nhà này cũng rất là khó khăn nha. Hai mẹ con đi đâu không biết nữa. Hai mẹ con nó về, đang về chắc đi quét mộ quá vậy. Sao đời giờ sao cũng còn những mảnh đời khổ quá. Em còn khổ mà em gặp mấy người này khổ hơn anh em chịu không nổi quá nè. Hai mẹ con đi đâu? Đi quét chợ. Đi quét ngoài chợ hả? Dẹp ngoài chợ hả? Tao mướn hả? Ờ. Dạ anh đi làm gì chưa? Chưa, tới hai ba bữa nó mới về. Hai ba bữa mới về hả? Dạ. Đi nhà không hay ở ngoài luôn? Thôi thì em cũng có cái dạ. Cái quần quà để cũng của cô hai ở nước ngoài gửi cho anh em để làm từ thiện, mà em cũng chứt một phần để qua gửi cho chị với mấy cháu á, cũng có cái miếng ăn ở mấy bữa Tết, với em cũng bổ sung thêm gửi cho chị thêm 500.000 để mua bánh kẹo gì Tết cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ. Nhà cửa có tôi gì đâu mà siêu hết trơn, ảnh đi làm hoài luôn hả? Dạ anh à, anh hả, dạ anh gặp cái sống ở mới đi hồi sáng á. À, chị hai đứa con hả? Ừ, thằng trai, thằng gái nè. Đây, gửi cho chị 500 ngàn đây, Tết mua hình thào bánh dạ, trái rồi cũng với cho mấy cháu ăn. Dạ. Nói chung là em cũng không biết nói gì cả nhà. Dạ, thì em cũng chúc anh chị với hai cháu tràn đầy sức khỏe nha. Dạ. Đừng đụng. Chạy đi. Cửa sập, đừng đụng ngồi quốc ạch luôn rồi. Mệt lắm à. Yeah. Chị tên gì? Hả? Chị tên gì? Phạm Thị Phụng. Chị thì Lê Minh Chánh. Chị Phụng với anh Chánh. Dạ. Thôi chúc gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Tôi cũng muốn nói gì thêm nữa không? À, thì đây thì em cũng chúc chị Phụng với anh Chánh với hai cháu sống trong túp liều tranh tràn đầy anh. Bây giờ cũng trưa rồi. Em cũng xin kết thúc clip ở đây cả nhà ơi. Em cũng thay mặt tất cả bà con ở địa phương của em xin cảm ơn cô Hai, Dương Hai và các cô chú Mạnh Thiền Quân trong nước và ngoài nước có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc luôn nha cả nhà ơi. Thôi em cũng bye bye cả nhà đây. Bye.